Khi bạn trải nghiệm một sản phẩm, một dịch vụ, chắc chắn bạn sẽ mong muốn được gặp một người nhân viên giỏi tư vấn, hiểu sản phẩm, thái độ tốt. Và các nhà lãnh đạo cũng hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, họ lại quá bận rộn để có thể giám sát và đào tạo nhân sự thật sự hiệu quả để làm theo tầm nhìn và kỳ vọng của lãnh đạo. Bạn không muốn như họ, bạn nên xây dựng một giáo trình đào tạo nhân sự thật bài bản. Có lộ trình học rõ ràng, có kiểm tra, có ôn lại định kỳ, đặc biệt là tự động và thật sự hiệu quả. Mona Skill Hub sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn đào tạo nhân sự một cách bài bản, có lộ trình, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian công sức của lãnh đạo trong việc đào tạo nhân sự, dễ dàng đánh giá, giám sát, kiểm tra thông tin, dễ dàng quản trị. Trải nghiệm demo phần mềm hoàn toàn miễn phí tại mona.software hoặc liên hệ hotline 1900 636 648. Và em là Nguyễn Phi Hùng, trưởng phòng sản phẩm của Mona Software.